tôi khi xưa bàn mặt cho đất bàn lưng cho trời mà lưng cơm chan bao âu lo vui buồn trời gieo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao những người tiếng hát xôn xao thôn làng đồng hôm nay ngô voi trên hoa bức tranh quê tươi màu nắng mới đồng xanh xanh mương xây dọc ngang như vùng làng về tiếng bay reo vang người quê tôi hân hoan câu hát người nông dân không lo mất mùa quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay không còn hộ nghèo túng thiếu ăn tay đường liên thôn xe đi như phố người quê tôi chung câu kết đoàn lúa xanh ngập đồng mánh reo rộn ràng coi bao ước mơ nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng đời bao ấm no. Thưa quý vị và các bạn, đoàn làm phim của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Giang hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một xã điển hình về trong làm gương kinh tế, đó là xã Minh Ngọc của huyện Bắc Mê. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi đã có mặt tại xã Minh Ngọc, trụ sở của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đoàn làm phim chúng tôi gặp trực tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để hiểu thêm về cái sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của xã Minh Ngọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo tôi. Kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm thì Ủy ban nhân xã thực hiện theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã thì thực hiện 3 cái mũi nhọn chính để phát triển kinh tế xã hội. Cái mũi nhọn thứ nhất là cái thương mại dịch vụ, cái mũi nhọn thứ hai là trồng rừng phát triển kết hợp với chăn nuôi. Cái thứ ba là chuyển đổi khung thời vụ và đưa giống lúa chất lượng cao cũng như là cơ giới hóa và sản xuất. Thì đối với lĩnh vực của 3 cái mũi nhọn này thì hiện nay xã đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã tổ chức thực hiện trong năm 2020. Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, xã sẽ tiếp tục chuyển đổi nhân rộng những cái mô hình đã thành công trong năm 2020 để tiếp tục phát triển sang năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đứng trước bộ phận một cửa, đó là trung tâm hành chính của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Và muốn các bạn và chúng tôi cùng hiểu sâu hơn nữa về công tác làm việc đối với cán bộ nhân viên ở đây như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo tôi để thăm bộ phận hành chính một cửa. Như quý vị và các bạn vừa được nghe giới thiệu, đây là trung tâm hành chính một cửa của trung tâm xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Và thưa quý vị cũng như các đơn vị khác, ở đây có lĩnh vực về hành chính, địa chính, lĩnh vực về địa chính xây dựng môi trường, lĩnh vực về lao động, thương binh xã hội và lĩnh vực tư pháp, hộ tịch hộ khẩu. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan chi tiết khu vực làm việc của cán bộ bộ phận hành chính. Xã Minh Ngọc có diện tích 90,68 km2, dân số năm 1999 là 3.175 người. Mật độ dân số đạt 35 người trên 1 km2. Xã Minh Ngọc được chia thành các thôn bản như khu trung tâm Nà Xài, Kim Thạch, Lũng Hảo, Lùng Cáng, Lũng Lầu, Khuể Lùng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại thôn Nà Lá và thôn Nà Xài của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Hôm nay trong phóng sự thực tế, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về các hoạt động, hình ảnh về làm ăn phát triển kinh tế và xã hội của nhân dân thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo tôi gặp đồng chí Phó Bí thư Chi bộ và trưởng thôn Nà Lá. Xin mời quý vị theo tôi. Xin chào anh. Giới thiệu anh chút, anh em một đoàn làm phim của Trung tâm Phát hành phim của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm nay vào thực tế địa hình tham quan cái phương án làm ăn sản xuất của bà con đồng bào nhân dân thôn Nà Lá. Xin anh cho biết tên họ của anh. Tôi là tên là Nguyễn Văn Tấn. Và chức vụ là trưởng thôn. Trưởng thôn. Thưa anh Tấn, anh Tấn có thể cho khán giả được biết là hiện nay trên cái địa bàn thôn của mình ấy, hiện nay là có cái nhân khẩu hoặc là hộ gia đình là có khoảng bao nhiêu người? Số hộ của nó là 162 hộ, số dân khẩu là 656 nhân khẩu. 656 nhân khẩu. Như vậy là thôn mình cũng là một cái thôn khá đông ở xã này anh nhỉ? Vâng, thôn đông nhất trong xã. Thôn đông nhất, vâng. Anh Tấn này, xin hỏi một chút về cái
phát triển kinh tế của đồng bào thì hiện nay ở mình đấy thì cái thế mạnh nhất của mình là loại thể loại gì, chăn nuôi hoặc là trồng cây hoặc cái gì đó nhỉ? Thì của bà con ta ở đây chủ yếu là toàn lĩnh vực về nông lâm nghiệp nhiều. Nông lâm nghiệp và chủ yếu là trồng cây. Vâng. Bà con ta trồng cây với lại một số hộ gia đình là chăn nuôi gia súc gia cầm. Vâng. Ví dụ như chăn nuôi lợn đen thì tốn ta là có 5-6 hộ là điển hình. Nuôi lợn đen ạ? Vâng, nuôi lợn đen sinh sản và nuôi lợn đen thịt. Vâng. Đó. Thế còn cái cây nông nghiệp thì mình ở đây mình phát triển là cây gì tốt nhất? Cây nông nghiệp chủ yếu trong thôn là phát triển toàn những cây mỡ với lại cây keo. À, cây mỡ và keo. Đấy là thu hoạch hàng năm là khoảng bao thời gian bao lâu thì được thu hoạch? Nếu mà nói về cây mớ thì nó vào thu hoạch thì nó vào từ 5 năm cho đến 9 năm là mới được thu hoạch. Vâng. Còn về cây keo nó là vào từ 5 năm đến 7 năm là thu hoạch. Vâng. À, anh Tấn ạ, thế bây giờ anh em mình có thể xuống địa phương để cho em xem cái mô hình nuôi lợn đen được nhỉ? Vâng, thế thì cùng đi. Vâng, thế hai anh em mình đi nhé. Vâng. Chúng tôi đang có mặt tại thôn Nà Lá của xã Minh Ngọc, huyện Long Mê. Đi cùng chúng tôi là có anh Nguyễn Văn Thuận là phó chủ tịch ủy ban dân xã và anh Tấn là trưởng thôn, bí thư chi bộ nhỉ? Phó bí thư chi bộ. Phó bí thư chi bộ và trưởng thôn của thôn Nà Lá. Hôm nay chúng tôi sẽ đi thực địa và xem bà con nhân dân ở đây chúng ta đã có những cái phát triển về kinh tế và an ninh chính trị như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo anh em chúng tôi. À, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng tôi vừa trao đổi với đồng chí trưởng thôn, phó bí thư chi bộ và hôm nay chúng tôi thực tế đến gia đình một đồng chí hiện nay đang làm sản xuất kinh tế rất là tốt. Anh cho biết anh tên là gì nhỉ? Nguyễn Văn Thức. Nguyễn Văn Thức ạ. Vâng. Và hiện nay gia đình nhà mình đang có những cái hình thức mô hình và kinh doanh như thế nào nhỉ anh nhỉ? Gia đình cũng làm máy xay sát các thứ. À, máy xay sát. Vâng. Vâng. Cái máy xay sát này để làm gì anh? Sắt thóc với lại nghiền ngô thứ. Vâng. Nghiền ngô, nghiền bột. Nhà mình có chăn nuôi không? Có. À thế à? Thế anh có thể cho anh em đi xem cái phần bộ phận chăn nuôi của nhà mình một chút nhỉ? Vâng. Vâng, xin mời. À, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cùng với gia đình hiện nay là xem cái hệ thống chăn nuôi. Anh có thể giới thiệu cho khán giả biết là hiện nay em thấy rất nhiều lợn này. Mình thấy rất nhiều lợn, to có, nhỏ có, thì bạn có thể giới thiệu cho khán giả xem là mô hình lợn nhà mình như thế nào? Lợn nhà mình đây là con nái kia để. Ừ. Đây là lợn nái này. Vâng. Đây là lợn con. Lợn con này mình bán hay là mình để nuôi làm thịt? Để nuôi làm lợn thịt đó. À, nuôi lợn thịt. Vâng. Và sau này là xuất như cái đàn trước ấy hả? Đúng không vâng. nhỉ? Thế còn bên kia? Bên kia cũng là nái để. À, bên kia lợn nái. Hiện nay mình có bao nhiêu con lợn nái nhỉ? Có một con này. Một con này. Vâng. Ngoài lợn đen ra mình còn chăn nuôi thêm cái gì nữa nhỉ? Nuôi thêm mấy con trâu nữa. À, mấy con trâu. Ở nhà mình là con, hiện nay có bao nhiêu con trâu nhỉ? Ba con trâu. Vâng. Trâu này là trâu thịt hay là trâu để mình bán? Cứ nuôi béo là bán nữa. À, nuôi béo là bán. Vâng. Thời gian mà vỗ béo được con trâu này hết bao nhiêu thời gian này? Đây là trâu nhà đẻ thế này cũng hơi lâu đấy. Vâng. Vâng. Như con kia được 3 tuổi. À, con to nhất. To kia. Vâng. À, con to được 3 tuổi. Vâng. Chia tay với hộ chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Thức, thôn Nà Lá, chúng tôi tiếp tục có mặt tại cơ sở trưng bày, sản xuất và giới thiệu sản phẩm tinh bột nghệ của hộ gia đình Trần Thị Sáu cũng tại thôn Nà Lá. À, xin chào anh trưởng thôn, anh có thể cho biết được cái cơ sở công nghệ này là của đơn vị nào là đứng lên sản xuất anh nhỉ? Đây là công nghệ tinh bột nghệ của hợp tác xã đứng sản xuất là xã Ngọc Sơn. Vâng, hợp tác xã Ngọc Sơn. Vâng. Thế xin anh cho biết là cái nguồn gốc của cái sản phẩm nghệ này là hiện nay là mình làm lấy tại đâu về để mình sản xuất ra? Tinh bột nghệ của hợp tác xã Ngọc Sơn này là chủ yếu là lấy ở các thôn bản vùng cao và ở trong địa bàn xã Minh Ngọc là chủ yếu. Vâng. Ngoài ra thì lấy ở mấy xã bên cạnh nữa. Vâng. Toàn là tinh bột nghệ từ nhân dân ra trồng, cái nghệ là từ nhân dân ra trồng. Thì hợp tác xã Ngọc Sơn là kết hợp thu gom về chế biến thực phẩm. Hiện tại là thực phẩm như hiện tại bây giờ. Vâng. Nhưng các hộp này là hộp tinh bột nghệ vàng. Vâng. Và nghệ vàng của địa phương.
nhiều là ở mấy cái thôn vùng cao là trồng rất nhiều, vùng hảo vùng cạn. À. Ở đây có thấy cả có sản phẩm cả mật ong ấy nhỉ? Mật ong này là mật ong của mật ong này là mật ong ở cũng là mật tất xá nó mang về trưng bày là mật ong này cũng mật ong rừng mật ong của địa phương tại của địa phương. Ngoài sản phẩm mật ong này còn có thêm ở đây là có thêm hạt dổi. Hạt dổi, vâng. Hạt dổi này. Đây là hạt dổi, là hạt dổi của địa phương. Rồi. Đây là hạt mắc khén cũng là của địa phương. Rồi. Mắc khén là của địa phương ta. Và thảo quả cũng là địa phương ta. Thảo quả địa phương à. Vâng. Hạt thảo quả này là chủ yếu là thôn cả. Vâng. Thôn mùa. Vâng. Như quý vị vẫn thấy là cái sản phẩm ở đây rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem những cái sản phẩm mà hợp tác xã đã đạt được thành quả trong thời gian vừa rồi. Hợp tác xã Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã khởi nghiệp bằng lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và chế biến, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng cây dược liệu. Hiện nay, sản phẩm tinh bột nghệ của hợp tác xã được tiêu thụ tại các thị trường như Hà Giang, Hà Nội, các tỉnh lân cận. Doanh thu ước tính đạt khoảng trên 4 tỷ đồng trên một năm, lợi nhuận thu về đạt khoảng 500 triệu đồng. Hợp tác xã đã được vinh danh là thương hiệu nông nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng, chứng nhận thương hiệu vàng sản phẩm và các danh hiệu khác do tỉnh và trung ương trao tặng. Cùng với đó, sản phẩm đã được cấp mã số, mã vạch và trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục đầu tư và mở rộng dây chuyền sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa được trải nghiệm một quãng đường rất là dài. Trong khi đó là anh em đến thăm một số cái hộ gia đình. Đây là thôn gì em nhỉ? Đây là thôn Kim Thạch. Ấy. Thôn Kim Thạch đúng không? Vâng. Của xã Minh Ngọc, Bắc Mê. Vâng. Chúng tôi được trải nghiệm trên lòng hồ và hiện nay là ra thăm một số các hộ gia đình. Hiện nay là mô hình kinh doanh của họ là về nuôi cá lồng tại trên lòng hồ của Bắc Mê. Em ơi, thế thì nuôi cá lồng này ở đây thì họ đã nuôi lâu chưa? Dạ, họ nuôi ở đây từ khi mà có cái lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Từ khi này. Có lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, vâng. Đó là họ nuôi cá lồng. Thế không biết là cái sản lượng cá lồng ở đây họ nuôi có nhiều không nhỉ? Cũng cứ mỗi một mùa khi mà nước lên như này thì cũng tương đối là nhiều đấy. À, tương đối nhiều. Vâng. Ở đây thì có bao nhiêu hộ gia đình họ nuôi cá lồng như này? Riêng đối với cái thôn Kim Thạch của xã Minh Ngọc này thì có 8 hộ. À, 8 hộ nuôi cá lồng. Vâng, 8 hộ thì nuôi cá lồng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa được nghe giới thiệu về cái khu vực nuôi cá lồng của người dân thôn Kim Thạch của xã Minh Ngọc, Bắc Mê. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta trải nghiệm thực tế sâu hơn là chúng ta đi thăm từng hộ kinh doanh của các hộ nuôi cá lồng ở đây. Xin mời các bạn cùng theo chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đây là khu vực người dân nuôi cá lồng trực tiếp trên lòng hồ của thủy điện Nang. Chào anh nhá, chào chị nhá. Em cho biết này, em họ tên em tên là gì nhỉ? Em Nông Văn Tường. Nông Văn Tường. Hiện nay em đang sinh sống tại đâu? Em ở Minh Ngọc. À, Minh Ngọc. Ở đây thôn là thôn gì nhỉ? Thôn Kim Thạch. Thôn Kim Thạch à? À, hiện nay anh hỏi một chút là cái gia đình mình đang nuôi cá ở đây thì hiện nay đang có những cái loại giống cá gì? Em nuôi ít bỗng, chấm, cỏ với này chè đất. Ừ. Cá bỗng này, chấm cỏ này, chè đất này. Thế cái sản lượng của mình ở đây thả là bao nhiêu con, cá giống là bao nhiêu con? Cái chỗ này em thả 200. Nó dày dày đến lúc lớn tách ra. Lớn lại tách ra đúng không? Cái thời gian nuôi thì có lâu không? Nếu như khi thành cá sản phẩm để bán ấy. Em cũng chưa bán nhưng mà năm ngoái em vừa mới bắt thôi, cá còn bé. Cái này là mình mới làm thôi đúng không? Một cái lồng cá như này đầu tư nó lớn không? Chỗ này thì em mua cái gỗ thì em khắc lấy về để làm thôi, còn cái lưới thì cũng mất 2 triệu, tầm 2 triệu. Cái lưới này. Hình thức nuôi cá lồng trên sông là hình thức tổ chức sản xuất thủy sản được người dân áp dụng liên kết sản xuất trong việc chăn nuôi và thị trường tiêu thụ đã tạo nên quy mô diện tích nuôi thủy sản, mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng và cho sản phẩm thu nhập cao mỗi năm. Theo những người nuôi cá lồng, những loại cá được người dân nuôi chủ yếu tại các lồng trên sông là cá chê phi, cá chấm, cá nheo và một số loại đặc sản như cá chiên, cá bỗng. Do những loại cá này có giá trị cao, kinh tế cao và phù hợp với chế độ nước của sông Gâm. Các loại thức ăn chủ yếu của cá là cám công nghiệp và các loại thức ăn viên được người nuôi cá chế biến từ bột ngô, cám gạo kết hợp với các loại cá nhỏ, ốc bươu vàng, giun quế và các phụ phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm.
Theo ông Nông Văn Tường cho biết, các hộ gia đình nuôi cá thường làm lồng có kích thước từ 6 đến 8 mét vuông. Mỗi mét vuông lồng cho thu nhập bình quân từ 25 đến 30 kg cá trong một năm. Cá được nuôi lồng trên sông, hồ sẽ có chất lượng thịt ngon hơn so với các loài cá nuôi trên các ao. Doanh thu hàng năm, mỗi hộ gia đình cũng thu nhập được hơn 100 triệu đồng trong một năm. Chia tay với các hộ nuôi cá lồng, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến cơ sở chăn nuôi trâu bò của anh Thào Đức Thính, thôn Lùng Càng. Cho em hỏi một chút, thế thì hiện nay được sự giới thiệu của chính quyền địa phương, thế thì anh có mô hình hiện nay là nuôi bò, nuôi trâu, thì muốn hỏi anh một chút, thì hiện nay là gia đình là có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu? Xin báo cáo các anh là đấy, từ cái năm 2017 thì có cái nguồn vốn của nghị quyết 29 của hội đồng nhân tỉnh, thì tôi có đăng ký vay một suất 60 triệu, thì tôi đầu tư mua được 4 con bò, thì trong đó là vốn sán gia đình thì còn 3 con trâu, thì trong đó là tôi về, thì trong đó là năm đến năm 2019 thì cũng đấy ra sinh sản ra thì thêm ra đã được 4 con bò với lại 6 con trâu, là được 10 con. Thế bây giờ anh có thể cho bọn em đi xem một chút chuồng bò, cái hệ thống nuôi bò và trâu của anh được không? Vâng, được rồi. Vâng, mời anh đi trước. Vâng. Chúng tôi sẽ trực tiếp vào thăm chuồng bò và trâu của gia đình. Ở đây quý vị và các bạn đang thấy đây là hệ thống nuôi trâu, và bên kia là bò của gia đình. Hiện tại là còn tất cả là còn 3 con, vâng. Thì trong đó còn 2 con trâu cái với lại 2 con trâu gần đang gần 7 tháng, đấy còn một con bò đực với lại một con bò cái với còn con bê là đúng được 8 tháng tuổi. Bên kia là bên này là bò, bò bên dưới này là trâu. Thế hàng ngày thì mình cắt cỏ về cho trâu bò ăn à, hay là thả? Đây là toàn nhốt quanh năm. Nhốt quanh năm. Quanh năm chỉ là cắt cỏ cho trâu cho vỗ béo thôi. Không, đây không thả ngày nào. Không thả. Còn từ con bê là cho đến suốt chuồng. Vâng. Thế nuôi như này thì khoảng bao lâu thì mình sẽ bán được? Nên thì nếu như trâu thế này thì bình quân cũng phải là 4 đến 5 năm. 4 đến 5 năm à. Thì vâng. Mới được trưởng thành. Vâng. Vâng. Còn nếu mà mình bán thì không được, nhưng mà bán nhỏ thì nó chưa bó thì mình phải cố cuống thời gian để cho nó trưởng thành. Trưởng thành thì bán. Thế còn bò thì thời gian nuôi bò là bao lâu? Cũng thế, bò thì cũng nếu mà con nào lớn lên thì cũng khoảng 1 tuổi thì cũng tầm bán cũng ít nhất cũng tầm 16 17 triệu. Thế trâu thì trị giá tiền khoảng bao nhiêu tiền? Trâu thì cũng như nhau thôi. Vâng. Nhưng mà cái cớ như nghé này thì bây giờ thường là họ cũng trả cũng từ 14 đến 15 triệu. 14 15 triệu con nghé. Bò cũng thế. Thưa quý vị và các bạn, qua cái phóng sự vừa rồi đã phản ánh cho chúng ta thấy cái sự lớn mạnh của Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Thay cho lời kết chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem những hình ảnh trên cao nói về toàn cảnh của phát triển nền kinh tế của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Chương trình là do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Giang thực hiện. Yeah.